Và hôm nay thì cuộc xúc tiến này có nhiều cái tiến bộ, nhiều cái mới. Và rất là vui mừng là chúng ta thấy rất đông đủ và rất nhiều thành phần quan trọng, không những ở trung ương mà đặc biệt các cái nhà đầu tư lớn trong nước quốc tế đã có mặt đông hơn. Sau đây tôi cũng muốn nhấn mạnh rõ hơn một số cái tiến bộ rõ mà trong năm qua chúng ta, vì năm ngoái chúng ta có xúc tiến tại đây, năm nay có xúc tiến tại đây, thì cái rõ hơn của Nghệ An là cái gì để chúng ta rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thời gian đến. Cái việc thứ nhất là các ông chí đã một bước quan trọng thực hiện cái nghị quyết 26 Bộ Chính trị, đó là đề cao cái tinh thần tự lực, tự cường của một tỉnh giàu truyền thống, quê hương của Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Tôi không có thời gian nhiều nhưng tôi nói cái đầu mục này, và đây cũng là một cái chân lý của sự phát triển của bất cứ một con người nào, một địa phương nào, một đất nước nào: nêu cao tinh lực, tinh thần tự lực tự cường để phấn đấu vươn lên. Cái việc thứ hai là cái lớn như vậy, cái hai là chúng ta thấy trong năm qua thì Nghệ An có đổi mới, ngay cái hình thức xúc tiến đầu tư phong phú hơn. Hôm nay các ông chỉ gặp mặt nhà đầu tư xúc tiến tập trung, một truyền thống cũ của BIDV và tỉnh Nghệ An, nhưng mà trong năm qua các ông chỉ đã trực tiếp gặp các nhà đầu tư Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nhà đầu tư lớn ở Việt Nam để chuẩn bị công cuộc này một cách trực tiếp. Chứ không phải lúc nào cũng phải tập trung đâu. Cái hình thức truyền thống cũng quý, mà hình thức mới trực tiếp ta cần gì xúc tiến cũng rất quan trọng đối với phát triển theo nhu cầu của địa phương. Thứ ba là tôi rất vui mừng, tôi xin nói lại ý này, nhiều tập đoàn lớn tên tuổi trong nước và nước ngoài đã có mặt ở đây. Có những tên tuổi nổi bật ở Việt Nam, những tập đoàn tư nhân, kinh tế tư nhân lớn ở Việt Nam đã quan tâm đến Nghệ An và có nhiều nhà đầu tư tiềm năng ở các nước. Ngày hôm qua không những là ký kết mà còn đầu tư mà đã có mặt để mà có nhiều dự án đầu tư vào đây. Hôm nay chúng ta đã ký được một con số hết sức ấn tượng, 22.000 tỷ đã ký kết và hàng chục ngàn tỷ đã có cái thỏa thuận thông qua các tập đoàn tổng công ty này. Và điều rất đáng mừng, cái mà chúng tôi hay nói, ba tế quốc tế, cảng quốc tế, sân bay quốc tế, đường bộ quốc tế và một số hạ tầng quan trọng bước đầu hình thành ở Nghệ An. Trung Quốc hay nói là Trung Đại Lộ Đại Phú, mà mình cũng nói hệ thống hạ tầng vô cùng quan trọng trong phát triển và hội nhập. Thì chúng ta đã tập trung cái khâu này coi là một đột phá, mà đó cũng tinh thần của đảng bộ đại hội lần 18 của đảng bộ Nghệ An. Thì hệ thống trường đại học cao đẳng dạy nghề ở Nghệ An đã hình thành có chất lượng khá hơn. Tôi đi khảo sát một số trường ở đây, tôi thấy điều đấy cũng là cái điều mà chúng ta cần khẳng định. Vì không ai hết, ta làm ở đây chính là cái kỹ năng lao động của người của chúng ta. Cùng những việc trên, điều trung ương hay là chính phủ đánh giá cao, nông thôn miền núi của Nghệ An chiếm một tỷ lệ rất lớn, 3/4 diện tích của tỉnh nhà, được quan tâm hơn, có nhiều chính sách thu hút hơn. Đấy, một loạt cái dự án mà ký kết MDF hay là sữa hay là nhiều dự án đã được đầu tư không phải ở đồng bằng, ở phía đông đâu, và nhiều dự án phía tây. Chúng ta phát triển bao trùm, chúng ta lo vì dân và để dân miền núi, đồng bào dân tộc đói kém cũng có điều rất đáng lo ngại đang phát triển. Thì các đồng chí đã làm cái việc này trong thời gian qua và đặc biệt tôi nhận đấy. Chính vì vậy mà tôi thấy một cách tổng quát,
không phải động viên bình thường đâu, mà cho thấy cái bộ mặt của Nghệ An, năng lực nhiều mặt của Nghệ An, một tỉnh lớn, một địa phương nơi Bác Hồ sinh ra, lãnh tụ vĩ đại đất nước ta có sự đổi thay qua hàng năm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng chúc mừng cái thành quả to lớn nhiều mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của Nghệ An, của các nhà doanh nghiệp đã đầu tư vào Nghệ An. Xin chúc mừng các đồng chí. Các bạn muốn đầu tư vào Nghệ An vì chúng ta thấy lợi thế Nghệ An còn tiếp tục khẳng định trong thời gian đến, mà tỉnh khác cũng không thể nào có sự so sánh. Đó là đất rộng, đất tốt. Đó là người đông, dân trí cao. Một dân trí cần cù, chịu khó học. Một dân trí thông minh, một dân trí sáng tạo, mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm. Và đặc biệt, có cảng quốc tế, có sân bay quốc tế, có đường bộ quốc tế, có cao tốc đi qua Nghệ An trong tương lai. Một tương lai gần, một tương lai gần. Và người Nghệ An chúng ta một lần nữa trong đổi mới và hội nhập tiếp tục tinh thần cải cách, đổi mới để phát triển. Không thể để tình trạng tụt hậu kéo dài. Một tinh thần đó được lan tỏa trong ban chấp hành đảng bộ, trong thường vụ, trong hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân và nhân dân tỉnh nhà. Lợi thế đó là thời cơ tốt để các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm làm ăn tại tỉnh Nghệ An của chúng ta. Chính vì vậy, một câu hỏi đặt ra lớn là Nghệ An phải làm gì? Tôi xin nêu một vài câu hỏi, một số đặt vấn đề với các đồng chí. Vẫn phải tiếp tục quán triệt một địa phương tự lực, tự cường, mạnh mẽ hơn, tăng tốc hơn. Một năm một vài dấu chấm phẩy trong phát triển không đặt yêu cầu được không chứ ạ? Tỉnh mình như thế này mà bình quân còn thấp hơn cả nước, chưa được yêu cầu được không chứ? Điều đó đảng bộ các đồng chí phải từ đó tự hỏi, tìm ra một lối đi cách làm mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn. Chính vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí một số việc. Tỉnh nhà cần có một quy hoạch tổng thể tốt để không mâu thuẫn trong phát triển lâu dài. Không ông này đá bà kia trong phát triển lâu dài. Du lịch thì như thế nào? Hạ tầng ở đâu? Công nghiệp, các mức độ công nghiệp khác nhau ở khu vực nào? Phải làm rõ hơn, phải tiếp tục điều chỉnh rõ hơn. Hôm qua tôi gặp đồng chí Bí thư Hà Tĩnh này. Đồng chí cũng đặt vấn đề, anh Sơn đây, đặt vấn đề phải điều chỉnh được quy hoạch. Mặc dù họ mới làm quy hoạch, các đồng chí cũng phải như vậy để mà nó có một sự phát triển chính xác hơn. Cái thứ hai, các đồng chí phải đặt vấn đề liên kết vùng, nhất là đối với Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Hai địa phương cận kề có một cái thế mạnh đặc biệt, Nghi Sơn và Vũng Áng. Hai anh này phát triển tốt, Nghệ An phát triển tốt. Tôi đồng ý ý kiến của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư đấy. Muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải cùng nhau đi. Nhiều người kiến nghị với tôi, lần sau anh phải tổ chức một hội nghị xúc tiến ba tỉnh này là một để cùng nhau phát triển. Trong điều kiện của hội nhập quốc tế, chúng ta phải đặt đề rõ hơn, kể cả cơ chế phát triển và tận dụng điều kiện của phát triển. Anh muốn sản xuất ô tô, anh muốn sản xuất thép thì Phật Phô Sa phải lớn mạnh sản xuất thép tốt để làm tôn mạ màu tất cả các thứ chứ. Chứ không phải là nhập vào từ nước ngoài về đây để mà sản xuất cái chuyện này chuyện khác đâu. Và thứ ba, Nghệ An phải tiếp tục cải cách đổi mới mạnh mẽ. Vì chúng tôi tính toán ở đây, tôi xin nói lại một cái tồn tại, thứ hạng các đồng chí còn thấp so với những cái vùng, những cái địa phương có điều kiện còn yếu hơn các đồng chí. Cái thứ tư, nguồn lực là sức mạnh,
Và điều đó gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như thế nào của tỉnh nhà. Cho nên có một ý phát biểu, chúng ta hướng vào công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, công nghệ thông tin được phổ cập của người dân xứ Nghệ. Những vấn đề đó đặt ra đối với nguồn nhân lực của tỉnh nhà chứ không có bình thường đâu. Cái phổ cập 4.0 này của cách mạng đang phổ cập trên thế giới này, ở cả nước này, thì công chí phải đón bắt thời cơ rõ hơn thế nào. Và thứ năm, phải biết tiết kiệm tài nguyên đất đai để sử dụng lâu dài, không phát triển quá nóng vội. Anh phát triển cái sự lãng phí không phải là tốt, để phải tính toán trong bước đi trong từng thời kỳ. Và một câu hỏi, các ông chỉ đi từ thế mạnh so sánh trong cái thế thị trường tại Nghệ An là như thế nào? Nông nghiệp, du lịch, dược liệu và các lĩnh vực như là xi măng là một lĩnh vực khác. Cái thế thị trường nó giống nhau, nhưng lại thế so sánh của các đồng chí là cái thứ gì để các đồng chí phát triển hướng đó? Những câu hỏi đó, những vấn đề đó không chỉ có đề án, có chương trình hay sức cụ thể trong hội nghị xúc tiến thì chưa thể bằng cách cụ thể được. Các đồng chí cần phải xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực, cả hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, đặc biệt là thu hút những giá trị gia tăng cao vào đây. Tôi rất vui mừng được nghe là 9 cái bệnh viện lớn ở Nghệ An đều xã hội hóa mạnh mẽ, tự cân đối được ngân sách. Có phải đó là hướng đi không? Chúng ta dành nguồn lực cho việc khác, chứ không phải bất cứ đầu tư nào cũng là nhà nước hết đâu các ông chị. Các hình thức đầu tư được vận dụng ở Nghệ An sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ ràng rõ hơn. Rồi các đồng chí đảm bảo an ninh trật tự an toàn ở vùng đất quê hương của chúng ta, tiếp tục quan tâm hơn nữa, cụ thể hơn nữa đến người dân, nhất là người dân nông thôn miền núi, mức thu nhập cũng chưa phải là cao trong bối cảnh chung của cả nước và cái chênh lệch giữa các vùng của tỉnh nhà. Tôi nói vậy về vậy thì doanh nghiệp các bạn cần làm gì với Việt Nam và Nghệ An? Cái đầu tiên mà tôi muốn nêu, các bạn cần phải có một chiến lược kinh doanh lâu dài ở Việt Nam, ở tỉnh Nghệ An. Đừng để tình trạng người ta hay gọi là sớm nắng, chiều mưa, lúc trời, lúc sụt. Tầm nhìn doanh nghiệp phải được thể hiện rõ ở chỗ chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu của doanh nghiệp đầu tư là 100 triệu dân Việt Nam, là cạnh tranh quốc tế. Tầm nhìn đó, nhất là những cái, tôi thấy đây có nhiều người học giả học hành bài bản trong đầu tư. Tôi lưu ý cái này rồi, nhưng các ông chí chắc là giỏi hơn quản lý nhà nước cái chuyện này. Ở đây chúng ta có nhiều quốc gia làm tốt, nhưng mà tôi đồng ý ý kiến của cái ông đại diện hãng Samsung đó. Việt Nam xây dựng một trung tâm điện tử châu Á và thế giới, trong Samsung đóng vai trò chủ công. Nhưng mà ông ta không nói ý mà tôi muốn nhắc lại. Chúng ta phải học người Nhật làm ăn cho chắc chắn, nhất là nghiên cứu thị trường trong tình hình mới. Vấn đề thứ hai đối với doanh nghiệp đó là kinh tế và môi trường. Chúng ta không đánh đổi kinh tế để làm ảnh hưởng đến môi trường lâu dài của cuộc sống của nhân dân. Và thứ ba, chúng ta đối xử với người lao động cho đúng mức. Không thể có lương cao trong bối cảnh năng suất lao động hiện nay, nhưng phải có môi trường sống tốt hơn, tái được sức lao động cho con người. Bản chất trên chúng ta là phục vụ con người. Chúng ta phải lo điều này, các quỹ chính quyền, công đoàn, nhưng mà giới chủ quan tâm đúng mức vấn đề này. Lời khuyên các bạn. Và cuối cùng mà tôi nói với doanh nghiệp, đó là doanh nghiệp nói và làm
không thể ký chứng kiến thủ tướng, phó thủ tướng, các cấp chứng kiến rầm rầm hết, nhưng mà ký là hăng hái nhưng mà làm chậm trễ. Tháng năm kiểm điểm xem là chúng ta có làm những cái điều mà chúng ta đã ký không. Và tôi vui mừng là hôm qua nghe nói nhiều doanh nghiệp chưa ký đã làm, có quý cho đó không gì. Hôm nay có đông các vị đây, bây giờ tôi nói chính phủ chúng tôi phải làm cái gì để các bạn yên tâm rằng phải đầu tư làm ăn ở Việt Nam, kể cả trong nước và nước ngoài. Đó là phải tiếp tục, tôi nói chính phủ đây là cả các chính quyền đấy, các cấp đó, một chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động để tạo mọi điều kiện. Điều kiện cái gì? Điều kiện đó là bảo vệ cho được quyền con người, quyền công dân như Hiến pháp 2013 Quốc hội nước ta đã thông qua. Đặc biệt là bảo vệ quyền tài sản công dân, một vấn đề lớn mà chúng ta phải, cả hệ thống chính trị, chứ sự lãnh đạo của đảng ta phải làm tốt cái này. Chính phủ, mà ấy là tôi nói, phải tạo được cho môi trường đầu tư tốt hơn cho kinh doanh, minh bạch hơn, thị trường hơn. Không phải là chỉ bộ trưởng, mà chính là vụ trưởng, thứ trưởng, chuyên viên, trưởng phòng. Các ông ngồi đây rất quan trọng. Ông nói cải cách, ông chủ tịch nói cải cách, ông thứ trưởng nói cải cách, nhưng các sở ông, huyện ông, phòng ông, chuyên viên của ông có cải cách tốt hơn không? Cả hệ thống có chuyển động không? Để phục vụ phát triển không? Câu hỏi đặt ra chỗ đó các ông chị. Chúng ta có quan điểm tốt, có định hướng tốt, nhưng mà làm cụ thể có tốt không? Để chứng tỏ một chính phủ liêm chính, hành động phục vụ cho sự phát triển cho người dân và doanh nghiệp. Cho nên phải sát dân, sát việc, phải đổi mới từ nhận thức đến hành động là vấn đề đặt ra của các cấp chính quyền, kể cả chính phủ của chúng ta. Cho nên chính phủ tiếp tục cải cách mạnh mẽ, đổi mới hơn nữa. Việc thứ nhất của chính phủ đã yên tâm điều đó. Chứ tỷ giá tăng ầm ầm hết, kinh tế vĩ mô, nhất là lạm phát này khác, chúng ta phải cố gắng giữ cái này. Hôm nay tôi bên Huệ, phó thủ tướng, anh em đều nói phải làm cho giữ được cái này, được cái đất nước, cho môi trường đầu tư kinh doanh, kinh nghiệm xương máu của chúng ta trong đổi mới những năm qua. Cho nên cái việc thứ hai đi lớn, đó là chính phủ giữ vững kinh tế vĩ mô. Và thứ ba, chính phủ phải giữ được môi trường hòa bình, hữu nghị, thân thiện với mọi quốc gia, trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, trọn vẹn của đất nước chúng ta. Đấy cũng mong mỏi của người dân và doanh nghiệp. Hòa bình ở Việt Nam đang xu hướng tốt, đảng, nhà nước chúng ta lãnh đạo cái hướng này rất rõ để mọi người yên tâm làm ăn, đầu tư. Và điều đặc biệt, để mọi thành phần kinh tế, kể cả FDI và trong nước phát triển, chính phủ tiếp tục có cơ chế, thể chế, chính sách tốt hơn nữa, mang tính thị trường hơn nữa, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa trong một số lĩnh vực mà Việt Nam đang là yếu kém. Ví dụ chính sách khu kinh tế, khu công nghiệp phải làm rõ hơn nữa. Chính sách công nghiệp phụ trợ phát triển ở tỉnh nhà mạnh mẽ hơn nữa. Rồi nông nghiệp công nghệ cao, một lợi thế của Việt Nam. Du lịch lợi thế Việt Nam, công nghệ thông tin lợi thế Việt Nam. Những cách cụ thể đó tạo ra một sự phát triển vượt bậc, không những ở cả nước chúng ta, mà việc đặc biệt chúng tôi mong muốn Nghệ An là tỉnh đi đầu trong phát triển những thế mạnh mà Nghệ An đang là sẵn có. Chính phủ tạo điều kiện các đồng chí thực hiện những cái mũi nhọn này. Chính phủ tiếp tục phát triển hạ tầng quan trọng, trong đó kể cả cao tốc Vinh Hà Nội làm sớm, Viên Chăn Bạc Chăn Thanh Thủy Nghệ An Vinh Cửa Lò làm sớm, vân vân. Tức là nhanh, phải làm nhanh hơn, tốt hơn cái gọi là ba quốc tế ở Nghệ An này.
đó một số công việc. Tôi thì tôi suy nghĩ rằng thiên thời địa lợi nhân hòa đã đến với tỉnh Nghệ An của chúng ta. Chúng ta cũng đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt cái mong mỏi của Bác Hồ, chúng ta sớm xây dựng Nghệ An thành một tỉnh khá của nước Việt Nam. Trên tinh thần đó, tôi xin chân thành chúc các đồng chí cao niên lớn tuổi có mặt hôm nay, tất cả các đồng chí và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, hanh thông, mọi việc tốt đẹp để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam nói chung, đặc biệt đối với tỉnh Nghệ An trong buổi gặp mặt hôm nay. Xin chúc sức khỏe tất cả các đồng chí.